Ừ. Là kêu kìa. Wow, chị bên đây mở đồ chơi với ông ngoại nè. Kêu ngoại tháo cho con nha. Đây đây đây, từ 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 từ. Từ từ. Wow. Từ từ. Wow. Bữa nay là sinh nhật của con trai hay gì trời? Để con hôn ngoại cái cây, ngoại cho. Mừng đảo cho ui, bên này cái nè. Bên này cái đó nè. Wow, chơi đỉnh quá. Con nó con gì nói ngoại nghe. Đây con gì? Con nó con gì? Đây con gì nè? Con tên Papa Pê. Papa Pê nè. Rồi con này con gì ta? Ui, wow. Con thích không? Thích không? Thích không? À, con thích không? Ui, dùng được. Cảm ơn ông ngoại đi. Con nói cảm ơn ông ngoại. Cảm ơn ông ngoại. Cảm ơn ông ngoại. Ừ, giỏi. Rồi, ông ngoại tháo tiếp cái này nữa nè. Wow, cái này. Cái này con gì ta? Con đó để tắm á. À, chỉ chị hai kêu rồi. Cảm gì hai đây cái đã. Để ông ngoại nhắm gì hai đây cái đã. Wow, chị đây có quá trời đồ chơi. Nó trời ơi trời, không, ủa sao nãy con nói chút nữa con về con cho mẹ chơi nữa mà. Không. Rồi thôi nghỉ chơi luôn. Đi bà ngoại chơi luôn. Rồi vậy, vậy vậy là con cho bà ngoại chơi không cho mẹ chơi hả? Bà ngoại vui mi chơi. Bà ngoại vui mình mi chơi hả? Còn mẹ sao? Mẹ vui mình mi hả? Mẹ bà con. Mẹ không được, con không kêu được mẹ bằng, con không được kêu mẹ bằng vui nghe chị. Con nói mẹ bà con. Mẹ con. Ừ. Đây. Đây. Mấy cái đồ chơi này mở ra khó lắm, phải kiếm mấy cái. Ngoài giúp tay nha. Đây đây đây, ngoài làm cho. Từ từ nha. Từ từ ngoài tháo đi. Ừ, để ngồi lấy cái kéo ngồi cắt cái chỗ đây nè, nha. Giữ đây con giữ đây cho ngoài đi. Giỏi. Đây là quá trời đồ chơi luôn á, nó ở đây mấy ngày nên là mình phải cần có đồ chơi cho nó. Rồi, đây đây có cái kéo nè, để ngồi chơi, ngồi cắt đi cho. Giỏi, ghê giỏi lắm á. Để giỏi nhất nhà luôn á. Ừ, chơi giỏi quá. Con có thích không? Dạ. Ừ, giỏi. Let's move this. Trời ơi, có cái thùng nó nói hả, lấy cái thùng này chỗ khác đi. Papa Pig này hình như ở trong này có thể bỏ gì trong đó nè. Wow. À, cái mấy cô, mấy chú, mấy anh chị thấy chơi có nhiều đồ chơi chưa? Wow. Nói cô chú nghe mình mới đi đâu về? Đi đâu về? Con đi mua đồ chơi. À, cô bỏ mấy cái em này ở trong đây nghe chưa? Để cho mấy em đừng bị mất, mình chơi xong em nào mình bỏ vô em đó vô trong đó để mình đừng mình phải giữ đồ chơi nghe chưa? Dạ, giỏi lắm á. Wow, quá trời nhiều luôn á. Quá trời nhiều luôn cô chú ơi. Nó không, nó nói bà ngoại you and me. Đây nè, đây, ông ngoại thúi rồi. Wow. Quá đẹp luôn. Bỏ vô. Wow. Đẹp quá, đẹp quá. Wow. Đẹp lắm. Này, con này con gì đây? Tụi con này con gì ta? Con này con gì ta? Con này con gì ta? Ngoại cắt cái này nha. Ừ, ok. Ngoại cắt cái này. Con khủng long quá chay. Đó, con chơi Papa Pig xong con bỏ vô ngay chưa? Hết rồi đó chú. Con chơi tháo đâu. Thôi. Tháo này lên nè. Nè, tháo cái này chưa đi. Thôi để cho em nó chơi từ từ. Ừ, cho chơi từ từ đi. Nói lên nó là. Em bây giờ đang xem ngay ở đây nè. Cái ngày mai cái mình khui cho em muốn khác chứ bây giờ thôi khui ra là nó chua, bây giờ mà khui ra nguyên một đống này là mệt với nó đó. Ừ. Ha, có chơi với nó không biết chơi nào á. Đúng rồi ta. Giấu bớt đi. Quá nhiều cho em chơi cho đã đi. Cái này nữa nè, cái này cũng đẹp nữa nè. Ui, cái này cái gì ta? Wow. Sợ chưa? Sợ chưa? Nhát cái ngoại luôn kìa. Cái này là để mai tắm. Mai tắm hồ bơi. Ừ, hồ bơi bỏ vô mấy em này. Bơi hả? À. Mai nghĩ cho ông ngoại chở ra ngoài ngoại bơm e đó. Chở đâu em? Chở ra ngoài đi săn á. Chứ chú Toàn không có hả? Không biết. Rồi nếu mà chở lên đó nó to không? Bự quá bác ơi, em bự không biết. Nếu mà ấy lấy chiếc truck của con thì được. Rồi rồi để vô qua mạc mua cái bơm đi.
chạy đi mua cái bơm để dành cho xài. À chay. À chay, bây giờ mẹ làm siro cho con ăn nha. Chay, mẹ làm siro cho chay ăn nha. Giỏi. Rồi, còn cái này nữa nè, cái này mới đã nè cô chú nè. Cái này đẹp ghê chưa? Karaoke của Frozen á. Oh, Let It Go đó. Đã đó ta. Happy lắm rồi đó. Hai bờ này đó ha. Đúng rồi, đúng rồi, chơi phải cất vô vậy đó. Đó, chơi giỏi lắm á, đem ngoại chỉ ra đây coi chừng kẹp cái tay. Đó, cái này là ngoài giòn chứ có được chơi mà. Đó. Gầy lại đúng rồi. Đó, giỏi á. Ừ, sắp đi kìa, đẹp không? Đẹp quá ta. Nên rồi. Không, không được, không lấy của cô quen. Dạ. Nhiều đồ chơi quá, ta không biết chơi gì đây nè. Nhiều quá. Nhiều quá, bây giờ không biết chơi gì đây nè. Bà ngoại chơi gì? Bà ngoại chơi không? Ok. Ok. Cháu có cho bà là chơi không? Bà là chơi không? Không, bà là. Không, bà là. Nói gì ta? Nó không hiểu nói gì. Nó luôn. Không hiểu nói gì luôn á. Con hỏi chay cái này là gì chay? Magic stick. Vậy hả? Cái gì không? Giỏi không? Ừ, là cái mà cái cây đũa thần á, cái cây đũa thần của Frozen á. Ờ, con nhìn con nó cái này làm gì trời? Cái nó chỉ con nó nói mommy magic stick. Mommy open this. Open that. Để ngoại open này cho nó dùm nó nè, mọi nè. Con cảm ơn ngoại chưa? Magic stick hả? Magic sao? Magic. Oh, magic là làm vậy hả? À, là phép thuật đó, cây đũa phép thuật đó. À, cho bà ngoại cây không? Ba cây cho ngoại cây chứ. Ba cây. Mấy cây đó, có mấy cây? Đếm coi. Một. Đúng rồi. À, ô, biến hình luôn, đúng rồi. Trời ơi, có cái tay bả dẻo kìa. Ấn mà chưa? Biến bà ngoại đi. Nó coi mấy cái video YouTube riết nó biết luôn á. Biết hả? Này có nhạc giống gì không chay? Không được mở. À, không mở được, không mở được. Mà cái này mẹ thấy hình như ở bên trong là cái cô này cô thả dưới nước này chay nè. Ồ, là cái này á, theo bác gái hình như là clear the dive. Touch of magic in and out of the water là có nghĩa là bỏ dưới nước được đó, hả ta? Chịu chịu quá chị à. Rồi. Wow, còn cái này là nó đòi mua, cái này là Halloween sticker nè. Boo. Rồi bây giờ mày cất cái này nha. Nào bác gái. Này nè, này ăn nè, giờ ăn nè. Cất bớt đồ chơi này rồi mình mở sau. Thật quá trời luôn. Muốn ăn phải không? Rồi, rồi. Không, không, để mai mở, mai. Ngày mai đi con, ngày mai đi con. Con chơi với mấy cái kia kìa, quá trời kìa. Nè, mới vừa nè, mẹ mua chai chai này nè. Cái này là từ 2 tuổi cho tới 4 tuổi là ăn được rồi nè. Cái này, cái này là cho mua thầy vitamin. Nè, lấy kẹo cho chay nè, cái này kẹo nè. Kẹo kẹo con ong, con ngồi cách xa mẹ ra chút coi. Để mẹ quay cô chú mới thấy chưa. Kẹo ong mâm. À, nhỏ kẹo. Đây tay nè, mẹ mở cho. Chi mở khó kinh nữa nè. Đây nè, con quay mẹ coi, cầm video quay mẹ coi. Quay mẹ nha, em mở nha. Ủa? Mẹ bảo quay nè. Quay. Người ta mở là phải quay chứ, quay đàng hoàng. Thấy không? Thấy mẹ không? Dạ. Mày đào tạo con thành cameraman của mẹ chứ. Ồ, wow, rồi xong rồi.
Rồi, lấy một cục ăn đi. Oops. Rớt rồi, kệ nó ăn đi. Ăn đi, ngon lắm á. Ủa gì vậy trời, gì vậy trời? Trời ơi, chắc mày đập con quá. Trời ơi, cái trời ơi, nó ăn cái này mà nó cái này là natural luôn á chay, cái hiệu này tốt lắm á chay. Rồi sao rồi, nãy giờ đồ chơi sao rồi hả? Đồ chơi vẫn mở nãy giờ. Ăn rồi đứt cái kia đi mở. Thôi bác gái à, đừng mở đâu bác gái. Ngày mai đi, ngày mai đi. Mẹ nói ngày mai mới mở. Rồi, ngày mai cho con. Đó thấy chưa, bên ngoài mở chưa nè. Thấy chưa? Mày ngồi đây. Ngồi đâu? Sao mở luôn đi. Ngồi đây. Chị ngồi đâu? Mà bây giờ con ăn giùm cho mẹ cục kẹo đi rồi ngoại mở. À đó, ăn cục kẹo ngoại mà. Ngoại mở cho con nha, vỗ tay nè. Rồi ăn cục kẹo đi ngoại mở. Đợi lắm á. Mấy cục kẹo ăn vô, hả lên. Thôi thôi khỏi mở, cất đi ngoại ơi. Thôi vậy cất nha. Rồi ăn cho mẹ cục kẹo, open nha màu. Ấy, kẹo hết rồi. Rồi vậy thôi khỏi mở. Giờ lại không mở nha chưa? Ngon mà. Ngon lắm á. Không, ăn đi rồi mẹ ngoại mở. Thôi giục đồ chơi luôn đi. Thôi cất hết đồ chơi luôn đi, con chay có nghe lời mẹ không? Đó, đây em ăn xì rồi đi. Có bỏ sữa vô không? Muốn bỏ sữa không? Ngoại bỏ sữa. Bỏ sữa. Bỏ sữa lấy muỗng múc. Rồi, em ngoài tháo nha. Giỏi. Ăn xì rồi. Ăn được không? Vỗ tay đi. Big hand for ngoại không? Vỗ tay đi. Vỗ tay. Wow, giỏi. Cái đó là cái gì chay? Play-Doh. Wow, đẹp lắm. Đất sét. Ừ. Rồi thôi con đi giấu cho kia. Thôi đi giấu hết mấy đồ kia. Ăn nè con, ăn nè. Đó, ăn đi. Dở. Đó, đi xì rồi chạy ăn luôn. Đó, có sữa đó nha con. Rồi, đến ngồi đi dục rác nè. Mai có xe đổ ra đó. Đổ xe rồi đó. Bây giờ nè, một ăn, hai là chơi. Ăn xong rồi chơi hoặc ăn là xong chơi không? Chứ không có chơi, vừa chơi vừa ăn là làm đổ tháo hết. Rồi bây giờ chay dẫn cô chú đi tham quan sớm nhà ông ngoại năm coi. Không chạy. Rồi dẫn thôi, dẫn cô chú đi coi. Oops. Cái đó là cái cửa trước vô nhà. Ờ, cửa trước vô nhà, mình đâu có đi cửa đâu chi. Đi, mày dẫn đi dẫn cô chú đi vòng vòng đi. Cái đó là cửa sau vô nhà, đúng rồi. Sáng nãy giờ đồ đi về miết luôn cô chú. Nãy giờ đồ đi về không? Con nói con về. Rồi con ngồi xuống, con ngồi xuống kế bên con chó, mẹ chụp tấm hình coi. Cười coi, ngồi xuống kế bên cười cái coi. Cười. Chi. Nhìn mẹ. Hả? Là sao không hiểu? Sao? Còn cái trái đó là trái gì? Ồ, cũng nhảy lên hai trái đó đó hả? Nhảy ấp hai là tiếng Anh Việt là gì? Mẹ nhảy cao, mẹ muốn nhảy cao. Ờ, mẹ muốn nhảy cao, đúng rồi. Trời ơi, nhảy mà tôi tưởng nó múa không á. Con mắt nè. Trời ơi, nhảy là tập trung cao độ là con mắt. xem té. Yeah. Where? Ờ, mẹ thấy rồi. Giờ mẹ hái nha. Dạ. Nè coi mẹ hái nè. Thấy chưa? Oops. Lụm đi. Mẹ ấp hai. Mẹ ấp hai.